Xin giới thiệu với các bạn là cái tiếp keo bôi trĩ này, nó có cái đầu nhọn này thọt vô bấm cái sạc ra ấy, nó rất là lợi hại cho những anh em ngồi track motion hoặc là ngồi làm VFX hoặc là ngồi keyframe hoặc là làm cái quần què gì đó, nó cũng vui lắm ấy. Alo, alo, check check âm thanh. Anh ok, anh sáng ok rồi. Ở đây chúng tôi không tuyển siêu nhân, chỉ cần thái độ tốt, nhiệt tình, năng nổ. Tôi không biết cái hình dung của các bạn siêu nhân là gì. Một cái khái niệm của tôi về siêu nhân đó là mặc quần xì ngoài quần dài, là nó hơi bị kỳ cục á. Rồi còn cái thái độ tốt, siêng năng, cần cù. Tôi không hiểu là người tuyển dụng họ đăng những cái câu như vậy với hàm ý gì. Không lẽ nguyên cái đám editor nó thái độ nó không có tốt, nó không có siêng năng, nó không có cần cù. Ai đi làm cũng vậy thôi, muốn có công việc làm, muốn công việc nó cứ đều đều, chứ không phải là đến công ty mới ngồi làm cái chuyện sàm lông, edit, làm designer, edit, làm content thì không nói đi, content thì ở đó support thì không nói đi, chứ còn bạn giao cho luôn làm content thì cũng hên xui á. Tôi biết là tuyển dụng bị áp lực bởi sếp, nhưng mà cái các bạn phải hiểu rõ được là các bạn cũng đi làm công, chúng tôi cũng đi làm công. Khi sếp bắt tìm một người như vậy thì hãy tìm hiểu là Artifact làm cái gì, học nó tốn bao lâu để làm được nó thì bạc hết mấy cọng râu ha. Rồi Premiere làm cái gì, học được nó thì tốn bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu thời gian, rồi hao phí bao nhiêu AI làm gì, BS làm cái gì, học được nó thì phải như thế nào, mà để làm được nó thì phải như thế nào. Các bạn phải tìm hiểu như vậy, chứ đừng có đưa vô một clip chạy độ edit thôi mà. Tất nhiên edit sẽ sử dụng được tất cả các phần mềm support cho dựng phim, tại vì họ phải đọc cái file đó, ví dụ như một cái file AI thì bắt buộc chúng tôi trên máy chúng tôi phải có cái phần mềm AI để đọc cái file đó và để làm việc trên cái file đó. Khi mà cần chỉnh sửa gì đó thì chúng tôi chỉnh sửa, chứ không phải là một cái người dựng phim mà đi làm design kêu làm một cái logo. Trời đủ mấy cái đầu của tụi tôi đâu phải để làm 2D, mà tụi tôi cũng đâu có khả năng làm 2D. BS để làm cái gì, để quẹt để tạo ra những cái file quẹt chạy trong AE After Effects. Còn các bạn mà cứ chơi edit đi làm animation, làm VFX, photo key rồi trời đù má, cái đó gọi là má thằng đó có, nhưng mà các bạn không đủ tiền thuê nó đâu mà nó không muốn làm đâu. Đó là những cái khuyên chân thành các bạn như vậy. Những người làm công hãy nên bảo vệ những người làm công ha. Chúng ta là giai cấp lao động thì nên bảo vệ nhau. Thật sự mình nói như vậy nó không phải là mình là chia phe cánh gì đâu, nhưng mà đó là sự thật. Khi mà mình vào làm ở một công ty, họ tuyển mình với vị trí video editor, và job thì lúc có lúc không, mà lúc có là chạy như chó, như trâu như chó luôn, còn lúc không thì thôi, chứ suốt ngày ngồi fishing diary, bắn cá, má trò bắn cá mà không tốn tiền nữa, bắn miệt mài luôn. Ok, mình cũng chấp nhận làm cũng được, nhưng mà cái ngại chỗ là đủ, làm vậy cứ thấy nó lên sao ấy. Vừa mới đây mình có tham gia start up với một số bạn nước ngoài về một cái website, thì nó chủ yếu là video là nhiều. Cái đó là cái gì đó thì thôi mình không muốn nhắc. Và con mình má ngồi track motion với tracking 3D là track cho đời má trĩ luôn. Không tin phải không? Thuốc bôi trĩ. Đó. Các bạn đừng yêu cầu quá nhiều ở một video editor. Nếu các bạn yêu cầu quá nhiều thì cái sản phẩm để công ty các bạn chạy quảng cáo nó như cục cứt vậy đó, chứ không phải là nó có gì đâu, nói thiệt luôn á. Nó làm một người chỉ có thể làm giỏi được một việc cùng một lúc, chứ không thể nào mà vừa đánh răng vừa huýt sáo được, hoặc là vừa ăn cơm vừa bánh son. Các bạn thử đi biết liền. Đó là cái kiểu mà một editor phải làm
công việc designer and photoshop, or lâu lâu rồi quản trị luôn cái kênh Facebook, rồi kênh YouTube, rồi viết luôn content, rồi cập nhật xu hướng. Trời ơi đủ. Ơi cái đó là cả một cái công ty truyền thông đấy. Các bạn gom nguyên một công ty vào trong một cái thằng đó thì thử hỏi nó làm được cái gì. Có một cái nữa là yêu cầu là phải tốt nghiệp đại học cao đẳng chuyên ngành. Ở đây tôi không có phân biệt, không có gọi là trù dập chi chết, không phải là gọi là phân biệt nó mày học cũng mà học chứ cất gì để ra làm nếu được. Cái này tôi không có phân biệt kiểu đó nha. Nhưng cái nghề này nó thuộc về cái bộ môn sáng tạo, bộ môn xào chẻ, cái bộ môn xào nấu, cái bộ môn makeover, cái bộ môn gọi là lộn xào ha. Các bạn tuyển dụng có hiểu được điều đó không? Nó phải 1 cộng 1 bằng 2. Tôi có 1 cộng 1 bằng N ấy. Thế nên đừng có yêu cầu bằng cấp gì trong này hết á. Còn một cái nữa như thế này. Yêu cầu công việc rồi còn kêu có hiểu biết về các cái này cái kia, rồi có khả năng làm cái này cái kia là một lợi thế. Ủa vậy là lợi thế cho người lao động hay lợi thế cho doanh nghiệp hay là lợi thế cho cái gì? Hãy nói rõ ràng ra ha. Ví dụ như một người đi xin việc, tôi có khả năng quay tay và khả năng dựng phim, thì các bạn trả cho tôi cái mức lương bao nhiêu? Tôi cần cái lợi thế là như vậy. Quý vị đi làm vì cái gì? Đi làm vì đam mê hả? Rồi ăn bằng đam mê luôn hả? Nó kiểu vậy đó. Lợi thế là cái gì? Đấy, thế thôi. Lợi thế cho công ty hay lợi thế cho tôi? Tất nhiên khi quý vị trả thêm lương cho người lao động thì họ làm rất là nhiệt tình, họ sẵn sàng làm, chứ không phải là họ chơi lừa gì cả. Ngay cả cái việc overtime thì đó bắt buộc, overtime thì bắt buộc phải overcost. Thì những cái người làm việc trong cái lúc overtime đó, họ rất là nhiệt tình để làm sao đó cho công việc nó hoàn thành, nó kết thúc một cách tốt đẹp nhất có thể. Nếu như là công ty các bạn muốn quay sản phẩm thì hãy book một freelancer hoặc là một cái đơn vị chuyên nghiệp nào đó, hoặc là một cái production house nào vừa phải với trong mức giá của bạn. Bạn có 100 sản phẩm, bạn cần quay 100 sản phẩm đó, ok, họ sẽ sẵn sàng quay trong 24 giờ xong cho bạn, và họ sẽ dựng cho các bạn mỗi sản phẩm là một clip là như thế nào đó. Nó ở một cái mức giá cùng nhau đi lên. Quý vị thấy thuê một cái freelancer hoặc là một cái production house nữa thì nó giá nó quá cao, nó không có lời cho mình. Mà mình muốn thuê một thằng về làm cái công việc của production house, trời ơi đâu ra ngon vậy. Và cái mức lương thì nói thiệt, có thể là một số bạn mới ra nghề cần công việc để va vấp va chạm thì họ chấp nhận là mức lương 8 triệu, 10 triệu. Nhưng mà tôi nói thiệt, ở cái đất Sài Gòn hoặc đất Hà Nội, cái công việc này đặc thù. Là công việc đặc thù, nó chỉ ở có những thành phố trung tâm. Với mức lương 8 triệu, 10 triệu ở Hà Nội hay ở Sài Gòn thì nói chung cũng bết bát lắm. Tôi nói với cái mức lương nó phải thật là xứng đáng với một cái người mà thay cho một cái làm luôn cái vị trí của một cái công ty truyền thông. Thôi phải thật là xứng đáng ha, chứ đừng có mà 7 triệu, 10 triệu phụ cấp cái này, phụ cấp cái kia, hỗ trợ cái này, hỗ trợ cái chai, rồi hỗ trợ cái lọ, cái gì vậy? Cái vấn đề là được đào tạo mấy cái kỹ năng và năng lực bản thân. Ghê. Người làm nghề, những người làm nghề này thì theo tôi thấy đa phần họ chỉ cần cái kỹ năng và cái năng lực, cái kỹ năng làm việc thôi. Họ chỉ cần học được, tự học thêm, hoặc là có ai đó dạy về cái kỹ năng đó trong cái công việc. Thông qua cái công việc họ được học thêm mới về cái vấn đề kinh nghiệm, về vấn đề kỹ năng làm việc, mấy cái tiểu xảo, ba cái linh tinh lăng tan, mấy cái tình huống. Họ cần học những cái đó chứ không phải là học những cái sàm sàm ba láp. Ê, hôm nay mình phải có 100 triệu, ngày mai mình phải có 200 triệu. Cũng căng. Môi trường làm việc văn minh. Ủa chứ bộ mấy công ty khác không văn minh. Thôi, mức lương thỏa thuận theo công việc, cái này vui lắm. Thỏa thuận vui lắm. Từ
đầu năm đến giờ cái mùa dịch là cái mùa ăn hại, tôi cũng đi phỏng vấn mấy chỗ rồi. Thì mới đầu á thì mình apply vào vị trí video editor, tại vì họ tuyển video editor. Nhưng mà sau khi mình gửi cái portfolio của mình là những cái clip, những cái danh là cái danh sách những cái mình đã làm, thì họ đề nghị mình vào vị trí leader. Tôi nói leader cũng được, vấn đề leader lương phải cao hơn, tại vì tao phải làm nhiều hơn, tao vừa phải làm việc chuyên môn mà tao phải vừa làm về quản lý con người, nó là vậy. Và khi bạn đó đưa ra một cái yêu cầu, không, anh chỉ vấn đề, anh chỉ quản lý con người thôi, anh chỉ làm quản lý con người là được rồi. Xong mình hỏi là, ủa, rồi quản lý con người, rồi ví dụ như con người đó làm không được rồi, ai làm? Dạ, anh làm. Ừ, thì anh làm thì anh mới đưa ra mức lương đó, chứ đâu phải là tự nhiên anh đòi hỏi cái mức lương như vậy đâu. Anh apply vào đây làm vị trí của một cái nhân viên dựng phim bình thường thôi, chứ anh không muốn apply vào một cái vị trí leader hay là quản lý hay là cái quần gì cả. Làm cái đó nó mệt lắm, tôi biết cái công việc đó, chứ không phải không biết. Nó cũng như một cái công việc freelancer, là nhận job xong rồi kêu supplier rồi đi thuê đồ này nọ, mình phải tính toán mọi thứ. Rồi đó, công việc của freelancer là nó như vậy. Tôi đang mệt mỏi với công việc đó, chứ không phải là gì cả. Có nghĩ là một cái vị trí cao rồi tiền nhiều là người lao động thích đâu, không phải đâu. Cái nghề này thì phải biết được khả năng, và cái khả năng là sẽ bản thân mỗi người sẽ tự đánh giá được, và họ không dám chơi liều đâu. Rồi, có một cái nữa mới vui. Tuyển dựng phim yêu cầu phải biết quay phim. What? Bỏ qua đi. Có lẽ là các bạn đó chưa hiểu được cái khái niệm dựng phim và khái niệm quay phim là như thế nào. Nên thôi, quay phim là vậy nè. Đó, dựng phim là chồng xếp lên vậy nè. Hiểu chưa? Nó không có liên quan vậy đó. Thằng dựng phim được chưa chắc nó quay phim được, mà thằng quay phim được chưa chắc nó dựng phim được. Những thằng quay phim giỏi chưa chắc nó dựng được, mà những thằng quay dựng giỏi chưa chắc nó quay được. Nó kiểu vậy á. Đừng có tuyển kim kim kiểu đó. Nếu mà các bạn thì như tôi đã nói rồi, công ty các bạn có những sản phẩm cần up platform hoặc là website, Facebook, social cái gì đó, thì các bạn nên đề nghị với sếp của các bạn thuê freelancer làm việc với họ. Nó đơn giản lắm, đưa ra một cái yêu cầu, tôi có những cái thứ này cần làm như vậy, và khi các bạn đi tìm producer thì hãy kêu họ gửi cái portfolio của họ cho bạn là cái danh sách sản phẩm đã làm. Lúc đó ok, xong mọi thứ ha, gặp nhau ngồi nói chuyện đi để xem hiểu nhau tới đâu, và làm cho nhau hiểu đi, làm cho nhau sướng đi, và ký hợp đồng đi, rồi ứng 30% trước hoặc là 20% trước để nó đi thuê thiết bị nó làm, chứ tiền đâu mua đồ, mua cái đống thiết bị đó về chơi hả. Sau khi mua ứng xong rồi đến hẹn hò ngày shooting rồi thì thế thôi, rồi xuất xong rồi ứng thêm một khoản nữa để các bạn chi phí cho cái supplier, cho các chi phí lặt vặt linh tinh lang tàng. Rồi xong quay xong và về dựng đó, dựng xong feedback bao nhiêu lần rồi xong về được xong mọi thứ, final mọi thứ, đưa tiền hết, tiền cho cháu múc xong đẹp đẽ sạch sẽ mọi thứ. Làm như vậy nó có phải hay hơn hay là đi thuê một người về làm tiết kiệm hà tiện chi vậy? Khổ à. Có một số yêu cầu tuyển dựng phim mà yêu cầu có cái lab mà lương có 8 triệu 10 triệu à. Mà thường thường lab dựng phim nó không có rẻ. Ví dụ như cái lab của tôi là, tôi không nói thương hiệu, nhưng mà mua xong rồi build nó lên để xài được thì nó tốn, nó vốn của tôi hết 40 triệu rồi. 8 hay 10 triệu các bạn không là gì cả ha. Đừng có nghĩ lương tháng 8 hay 10 triệu là nó bự. Thực sự đi freelance tháng 2 job là xong, là thừa, là đủ 10 triệu thôi, chứ nó không có bự lắm đâu. Và 2 job thì chỉ làm trong khoảng chừng tuần hết cỡ, còn 3 tuần còn lại đi chơi. Đó, đừng có nghĩ là bự. Nhưng mà ở đây tôi không nói là
những người dựng phim đòi hỏi một cái mức lương cao không hề. Khi mà tôi đi phỏng vấn họ thường thường các bạn phỏng vấn hoặc là chủ doanh nghiệp phỏng vấn của tôi thì họ hỏi là mức lương anh mong muốn là bao nhiêu, thì tôi hỏi là cái mức lương mà anh chi ra cho cái vị trí này là bao nhiêu. Là vì sao? Là một cái chủ doanh nghiệp thì họ đã có cái tính toán sắp xếp trong đầu là thằng A được nhiêu tiền, làm vị trí gì, công việc như thế nào, thằng B lương như một tháng, làm cái gì. Thế thôi, mình cảm thấy hợp lý thì mình làm. Chứ bây giờ không lẽ tôi vô nhận, bữa tôi vô tôi phỏng vấn tôi thấy cái công việc má cái gì đâu mà vừa phải làm creative, vừa phải làm edit, vừa phải làm quay phim để chạy quảng cáo cho một cái đơn vị của mình. Giờ lẽ tôi đề nghị mức lương 20 triệu nó cũng hơi kỳ. Nói là vậy á, tức là ai cũng phải sống cả và ai cũng phải hiểu cuộc sống cần cái gì và cái chi phí hàng tháng nó tốn bao nhiêu đối với một cái mức sống vừa phải, chứ không phải là có sáng ngày đi cà phê, còn không thì ấy cũng là cà phê nhưng mà cà phê pha ở nhà uống trong một cái hũ mắm tôm. Thì đó là những cái mà tôi thấy nó hay ho, tôi chia sẻ cho các bạn thôi. Chứ còn ba cái kỹ năng rồi ba cái team building thôi dẹp mẹ đi, ba cái tàu lao không đủ mới làm mình chết mẹ ngồi đau hết đích, một sức đích đây nói không ngoan, còn chạy nhảy nữa, rảnh gỗ. Và thực sự thì mình cũng thấy gọi là biết ơn những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị mà họ sẵn sàng cả cái mức lương 1.000 hoặc 2.000 cho một video editor với một cái khả năng nhất định. Mình cảm thấy là rất là trân trọng điều đó, tại vì cái vì chủ doanh nghiệp đó họ hiểu được cái cường độ công việc và họ hiểu được cái công việc của người lao động. Đấy, thì đó, yêu cầu nhiều thì tất nhiên phải trả nhiều tiền. Tôi thấy đọc trong cái lớp tuyển dụng nó cũng vui lắm. Do đó nhiều cái nhiều hôm nó cũng bực mình và nhiều hôm nó cũng bình mật lắm. Thì thế thôi, đơn giản thôi mà. Yêu cầu một phần mềm thì giá như đó. Yêu cầu xài hai phần mềm thì giá như đó. Nhưng mà kêu video, kêu edit mà làm gì sai thì giá nó khác ha. Rồi nữa, mấy cái xì ba cứ tuyển video editor rồi tuyển quay phim rồi cái gì ơi, quý vị ơi đừng có tiện mấy cái đó nữa, khổ lắm. Hãy book freelancer hoặc là một cái producer nào đó, họ sẽ làm cho các bạn thăng hoa, ok, đừng có tiện nữa. Chỉ vô làm cũng được 3 tháng nó nghỉ rồi, nhìn thấy mụn gì bỏ cơm nó cũng nghỉ rồi. Tiện chi, khổ lắm. Thì đó, kết cái phần kết ở video này thì mình khuyên một câu chân thành đối với các bạn video editor và các bạn tuyển dụng. Và nó tóm lại là như thế này: tuyển dụng, các bạn yêu cầu nhiều, ok, sẵn sàng, tại vì có rất là nhiều người giỏi chứ không phải là không có người giỏi. Các bạn yêu cầu nhiều thì hãy trả nhiều tiền. Còn các bạn yêu cầu nó ở mức vừa phải, đúng không? Chẳng vừa phải, chẳng mất lòng ai cả. Đừng yêu cầu ở đây mà tiền ở đây là chết mẹ thôi. Các bạn làm nghề thì anh em cũng chia sẻ với nhau chân thành thôi, là thấy họ tiện cái yêu cầu nó kỳ cục quá thì thôi, đừng có vô chửi họ cái gì hay là comment cái gì mà gọi là cái này nọ, thôi nhẹ nhàng thôi, không thích thì thôi, mà thích thì inbox một cái xong. Rồi quý doanh nghiệp thì tôi cũng thừa hiểu là quý doanh nghiệp ở trong cái thời điểm này thì ai cũng muốn cắt giảm bớt cái chi tiêu và muốn tăng doanh số, thì làm ơn hãy làm cái điều gì đó tôn trọng người xem một cái, chứ đừng có làm những cái mà quay cho nó có xong rồi up lên một cái quảng cáo hay tốt đem lại cái hiệu ứng cho khán giả thì tất nhiên bản thân nó sẽ tự viral thôi. Xin giới thiệu với các bạn là cái
tiếp keo bôi trĩ này nó có cái đầu nhọn này thọt vô bấm cái sẹt ra ấy, nó rất là lợi hại cho những anh em ngồi track motion hoặc là ngồi làm VFX hoặc là ngồi keyframe hoặc là làm cái quần què gì đó, nó cũng vui lắm ấy.